Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thị trường bóng đá 5 phút ngày 17 tháng 1. Mình là Hoàng Spin. Bắt đầu chương bản tin ngày hôm nay sẽ đi thông tin nóng nhất đến từ đấu trường AFF Cup. Không thể lội ngược dòng, Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan lên ngôi vô địch. Vào tối ngày hôm qua đã diễn ra trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam. Ở lượt đi thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2 đều. Đây là một kết quả bất lợi dành cho tuyển Việt Nam. Tất cả chúng ta đều mong những chàng trai áo đỏ sẽ có thể lội ngược dòng, nhưng mà rất tiếc điều này đã không thể xảy ra. Thái Lan nhập cuộc chơi tự tin hơn hẳn. Họ cầm bóng, họ kiểm soát lối chơi, họ bàn bật làm chúng ta phải chạy theo quả bóng. Còn Việt Nam cũng bằng mà nói thì chúng ta đã có một trận đấu chơi không hay, nhưng mảng miếng phối hợp rời rạc. Tấn công thì chỉ dựa vào những pha phất bóng của Tuyến. Đã thế ở trên hàng công lại còn có cả Thánh, Lautaro, Tiến Linh nữa mới đau. Có ít nhất là hai cơ hội rõ ràng bị Tiến Linh bỏ lỡ. Để rồi bàn thắng duy nhất của Theraton đã nhấn chìm tất cả. Chúng ta cứ chê ông này là Thánh cùi trỏ, là đá xấu các thứ, nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận rằng ông này đá khiếp thật anh em ạ. Kết quả cuối cùng là Thái Lan lên ngôi vô địch. Tiến Linh và Đang Đa chia nhau 5.000 đô tiền thưởng vua phá lưới. Còn giải thưởng MVP của giải đấu thì chắc chắn rồi, thuộc về Theraton Bùi Mà Thàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo ngậm ngùi oán trách bản thân sau trận đấu. Đây là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam. Hơn ai hết, ông muốn đội nhà giành chiến thắng để có thể vô địch. Tuy nhiên mọi thứ lại không được như mong muốn. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông đã chia sẻ rằng: "Trước tiên tôi xin chúc mừng tuyển Thái Lan và huấn luyện viên Paul King vì chiếc vô địch này. Hôm nay tôi muốn giành chiến thắng để làm món quà cho người hâm mộ Việt Nam, nhưng mà rất tiếc đã không làm được. Có lẽ năng lực của tôi còn có hạn. Các cầu thủ ngày hôm nay đã nỗ lực hết sức rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục động viên để họ tiến bộ thay vì là phê phán họ." Vâng, có thể thấy rằng đến những phút cuối cùng thì huấn luyện viên Park vẫn nhận lỗi về mình và bảo vệ các học trò. Đúng là một người thầy vừa có tâm vừa có tầm. Tiếp đó ông chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Bây giờ tôi sẽ không còn làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam nữa, nhưng mà tôi vẫn còn là một cổ động viên của tuyển Việt Nam, và tôi hy vọng rằng những ký ức giữa chúng ta sẽ đọng lại mãi mãi." Thái Lan nhận thưởng lớn sau chiếc vô địch AFF. Đây đã là lần thứ 7 mà Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á, một kỷ lục mà cho đến nay không đội bóng nào có thể với tới. Sau chiếc vô địch lần này thì bà trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang đã hứa rằng sẽ trao thưởng 14 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 20 triệu bạt cho đội bóng. Mới nhất thì theo báo chí Thái Lan, con số tiền thưởng của đội bóng đã lên đến 30 triệu bạt, tức là đâu đó khoảng 26 tỷ đồng. Số tiền này được chia đều khi mà 4 triệu đầu tiên là dành cho việc ở vượt qua vòng bảng, 5 triệu thứ hai dành cho việc đánh bại Malaysia ở bán kết, và 10 triệu cuối cùng là tiền thưởng dành cho việc đánh bại Việt Nam tại chung kết. Trong khi 10 triệu bạt còn lại thì đến từ tiền thưởng của AFF. Ngoài ra thì chủ tịch của bóng đá Thái Lan cũng đã hứa thưởng riêng cho tuyển Thái Lan 5 triệu bạt tiền cá nhân. Bà Madam Pang còn khẳng định rằng từng đồng tiền sẽ đến tay các cầu thủ, chứ không hề thất lạc đi đâu. Chelsea xứng danh câu lạc bộ mua sắm điên cuồng nhất trong năm qua. Phong độ của Chelsea gần đây có vẻ là đang đi xuống, nhưng mà những đồng tiền của họ trên thị trường chuyển nhượng thì vẫn cứ là đong đầy. Theo như thống kê đến hiện tại của mùa giải năm nay, Chelsea đã chi ra đến 420 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, một con số có thể nói là không tưởng. Và hợp đồng mới nhất của họ là Modric, một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi đang đá ở Shakhtar Donetsk. Vậy mà Chelsea cũng sẵn sàng chi ra 89 triệu bảng. Còn giá trị ngay sau Modric đó là trung vệ Fofana với mức giá là 75 triệu bảng, Cucurella là 55 triệu bảng, Sterling là 50 triệu, Koulibaly là 34 triệu, Badiasai là 33 triệu, Chukwuemeka là 20 triệu, André là 13 triệu, Aubameyang là 12 triệu, Cassaday là 12 triệu, thêm một Fofana nữa nhưng mà lần này chỉ 11 triệu thôi. Do Felix dù chỉ mượn nhưng mà cũng chi ra 9 triệu bảng, và cuối cùng là Slonina 8 triệu bảng. Arsenal hay là các đội khác cứ tuyển chọn hộ đi, còn lại Chelsea lo hết. Richarlison xin lỗi đồng hương Martinelli. Vừa qua trận đấu giữa Tottenham và Arsenal, không biết là vì tức giận do đội nhà thua hay gì mà Richarlison đã có hành động là từ chối bắt tay đối với Martinelli, một người đồng hương và cũng là đồng đội trên tuyển Brazil. Cụ thể thì đó là một tình huống mà Arsenal đang hưởng phạt góc, Martinelli là người đá phạt. Thấy Richarlison đã khởi động ở gần đó, Martinelli liền đưa tay ra để bắt, nhưng mà Richarlison bảo bố mẹ eo bắt. Sau đó thì trang tiền đạo của Gattuso đã chia sẻ trên ESPN rằng: "Cô ấy đã có nhiều tình huống ăn vạ, tôi thực sự là không hài lòng. Đó là điều khiến tôi từ chối bắt tay cô ấy. Bây giờ thì tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Martinelli. Dù muốn hay không thì cô ấy là đồng đội của tôi tại tuyển Brazil. Đó là một phần của trận đấu. Đó là một trận derby và chúng tôi rất nóng nảy." Sau đó thì anh cũng nói thêm về tình huống xô xát với Ramsdale: "Điều tôi không thích ở đây đó là anh ta đã ăn mừng trước mặt cổ động viên của chúng tôi. Đó là một hành động thiếu tôn trọng."
Ôi rồi ôi, ông thì cũng văn vẻ lắm cơ. Ông thì cũng có vừa đâu hả Richarlison?